Sáng ngày 23 tháng 10, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Hiếu là nghi phạm chính trong vụ thảm sát khiến ba người thân của chính mình tử vong. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong. Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Lạng Giang đã báo cáo, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, mang biển số 98H5-2868. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Luật, bố Hiếu, bà Bùi Thị Hoa, mẹ Hiếu và Trần Thị Thảo, em gái ruột của Hiếu. Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy tìm Hiếu trên toàn quốc để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về Trần Văn Hiếu thì liên hệ đến số điện thoại 0913258127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người biết thông tin về đối tượng Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.